Alo, alo. À ờ, chú Ba chào bay nghe nha. Yeah. Ừ. Ờ, bữa nay à đây sắp tới rồi à, chú Ba chơi sang à gọi bay à gọi bằng video thôi để nhìn thấy mặt bay rồi bay à nhìn thấy mặt chú Ba nữa à, dễ nói chuyện ha. Bữa nay à chú Ba với bay à, cũng tiếp tục là bàn về cái vấn đề rama sóng gió gia tộc Khan bay. Bay à. Bay có biết không sáng nay các nghệ sĩ, ca sĩ và phải nói là toàn bộ cái thành viên trong cái ekip đoàn ngôi sao phương Nam đó bay đã đặt chân trở lại Việt Nam rồi đó bay trong cái sự phải nói là reo hò và chào đón của rất nhiều khán giả và là một cái người được ca săn đó nhiều nhất các cái youtuber phải là luôn dành cho mốm một cái sự chú ý đặc biệt và đây hơn ai hết ở đây biết không các khán giả của mốm hiện tại là phải nói là rất 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 là ngóng chờ được nhìn thấy mốm quay lại ở việt nam mình đó cái căn nhà số 5 đó sẽ là nhộn nhịp là trở lại đó bay à và với cái chuyến lưu diễn lần này của mốm ở bên úc đó bay hai tuần qua đó thì hẳn là những cái kỷ niệm phải nói là vô cùng tuyệt vời của mốm những cái khoảnh khắc phải nói là vô cùng cảm xúc đâu đôi khi có tiền thì cũng khó mà có được lắm bay à được hát trong vòng tay của khán giả của cha không được à, sống trong tình yêu thương của mọi người mốn gần như là có như đã cảm nhận được cảm xúc của cha khi xưa là như thế nào rồi bây mốn đã tặng cha cho khán giả và khán giả đã không phụ lòng mốn đã là yêu thương rồi ủng hộ chở che cho, cho cha của mốn rất là nhiều và sau này đó bây biết không khi mà cái trang sử vàng của người cha mà khép lại đó thì một lần nữa là các khán giả đã không phụ lòng người cha khi mà mọi người đã hướng cái sự yêu thương đó đó dành cho mốn cha truyền con nói đây chính là cái gia đình là một cái sự thiên liêng mà không phải ai muốn là cố tình là cướp đoạt được đâu bây cùng là đi hát với cái ánh hào quang của cố nghệ sĩ heo muốn mà phải nói là thành công hấp thụ được cái dần hào quang đó của cha sáng mừng lên cái ngọn lửa đam mê mà phải nói là suốt 36 37 năm qua đó bây biết không là muốn cắt giữ còn bay thì sao bay và cái nhóm cờn cờn cũng dưới cái ánh hào quang của cố nghệ sĩ heo lấy đi làm lay show rồi làm từ thiện Bọn bay làm bất cứ cái chuyện gì cũng mang danh phận là cháu là em là người thân ruột thịt của cố nghệ sĩ đồ các kiểu hay không? Để bà lừa dối khán giả hay không? Nhưng mà cái hào quang của cố nghệ sĩ đó là không thể nào soi chiếu được cho bay được. Bởi vì cái bóng mây đen tham lam lừa dối phải nói là đê tiện đang bao phủ lên là bọn bay phải nói là quá dày cái ánh sáng hào quang của cô nghệ sĩ không thể nào mà tỏa sáng cho bay được đâu bởi vì à, nếu như vậy á, là đang là tiếp tay cho kẻ xấu không? vô tình là hại con của ông ấy thì sao phải không mấy thế nên là toàn bộ cái hào quang của cô nghệ sĩ đang được là muốn giữ gìn và phát huy đó bay ạ à. thông qua những cái sâu diễn ở bên úc và thông qua cái sân khấu trống đầu trước đó quả thật là muốn không hề làm cho cô nghệ sĩ thất vọng bay cái này nhân gia người ta gọi là con gái làm mát mặt cha của mình là như vậy. Đây là một cái sự hãnh diện, một cái sự tự hào, một cái sự yên tâm về con gái của mình đó bây ạ. À. Ở phía bên bay đó thì lúc nào cũng uh, ôi làm ốm hát dở, hát như vậy uh, làm xấu mặt gia đình, hát như vậy đó là lạm dụng hào quang của cậu năm đồ này nọ ha. <laughs> Trời ơi bắt cười bay quá. Nếu mà nói về hát á, uh, thì mốm hát hay hơn bay. Hay ở đây uh, là hay hơn ở cái cảm xúc, hay hơn ở cái sự là chân thành à, trong giọng hát còn à, nếu mà so sánh về kỹ thuật thanh nhạc à, xin lỗi à, bây nó chẳng có một cái tí kỹ thuật nào đáng để mà mang ra để mà so sánh với người khác đâu bay. là một ca sĩ đó kỹ thuật thanh nhạc là phải nói là quan trọng thật nhưng cái điều kiện tiên quyết vẫn là cảm xúc và cái mức độ nhận diện cái giọng hát à, của từng ca sĩ bay ạ à. dù có kỹ thuật thanh nhạc à, đỉnh cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà hát không có cái cảm xúc đó. cái giọng hát quá phổ thông đó thì cũng bằng không thôi bây à bay là một cái giọng hát đại trà thấy không? đi đâu cũng có thể nghe được còn mốm thì phải nói là các tiếng hát lên thôi là biết ngay là đó là cái giọng của mốm phải nói là không lẫn vào đâu được thấy không thay vì chơi mốm hát dở thì bay tự nên đi luyện lại cái kỹ năng thanh nhạc của mình đi em để mà sau này đó lỡ đâu mà có một cái cơ hội nào nhen nhóm nào đó đi hát đi hát đám ma đám dỗ đám cưới đám thôi nôi đầy tháng đó bay nói là mốm hát dở nhưng mà bây giờ không biết sao mà mốm mà chạy sâu mệt nghỉ luôn mở mát ở đâu thì phải nói là khán giả chật kính rạp ở đó luôn bay khán giả lên tặng qua tặng quà lì xì phải nói là liên tục ở đó <laughs> bay à, nói à, mốm thất học nhưng mà nhìn lại xem cái thành tựu kinh doanh của mốm thì phải nói nó khủng tới mức nào hả bay cái đứa tự nhận mình hát hay thì bây giờ không ai mời đi hát thèm hát quá trời quá đất phải lên là livestream rồi hát khùng hát điên ở trên đó lâu lâu tức quá rồi mang à có nghệ sĩ ra để bà chửi cái đứa tự nhận mình là có tài có ăn học đồ này nọ đó bị bại lộ quá khứ học trung cấp học không không có nổi rồi bỏ ngang rồi sau đó còn bại lộ thêm những cái hình ảnh là đi làm ở các cái quán cà phê karaoke gì đó thì phải nói là thôi 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 bây à hiện tại bán bún bò thì phải nói là ế ế xong thì kêu gọi từ thiện rồi, rồi sau đó nói rằng là cảm ơn mọi người đã yêu thương ruột thịt đồ này nó các kiểu <laughs> thôi 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 bay ơi xin hãy tha cho cô nghệ sĩ đi bay đừng có lấy tên tuổi của cô nghệ sĩ ra để mà làm những cái điều phải nói là ăn xin lòng thương của khán giả như vậy nữa bây à nếu mà bay không thể làm cho có nghệ sĩ nợ mà mày nợ mặt đó Như cái cách mà mốn đã và đang làm đó Thì cũng xin bay đừng có phá nát danh dự của ông bay à Ông đã ra đi rồi Đừng có phá danh dự của ông nữa Cái câu chuyện tiền phúng điếu thì phải nói là đã quá đủ làm cho ông đau đớn rồi bay à Nói thật Thì chú ba cảm nhận được rằng bay đó là thừa nhận thức Để mà biết những cái hành vi của mình đang làm là sai Nhưng mà vì bướng và cái sự là ganh tị Hơn thua một cách phải là nhố nhăn trẻ con cho nên là bay đã cố chấp rồi tiếp tục các hành vi sai trái của các bạn thân của mình. Nhưng mà lần này đó, trong các hành vi của bay đó là có các hành vi là liên quan tới vi phạm pháp luật nha bay. Thì đây không còn là một cái sự là cố chấp lố bịch trẻ con nữa đâu bay. Mà sẽ là một cái sự trả giá trước pháp luật nha bay. Cái vấn đề sau kê và tranh giành nhà cho ở nhà đó là những cái sự việc mà phải nói là không được pháp luật bảo vệ. Cả xã hội lên án gì à cái điều đó cho thấy rằng đó chẳng ai đùa với gia, yeah, chẳng ai đùa với bay trong cái chuyện này bay đang khiêu khích pháp luật á, thì cái giá phải trả cho cái sự khiêu khích đó đó bay biết không phải đó là nó vô cùng nặng nề nghe bay bay đừng có cố chấp mà lương lẹo làm cái gì nữa hãy ý thức cái bản thân của mình đã sai ở đâu đi mà hãy đầu thú ngay để mà còn nhận được cái sự là khoan hồng của pháp luật nữa bay à và quan trọng hơn là muốn có tha thứ cho bay hay là không <laughs> thật sự thì ban đầu á mốm mà chỉ muốn là bay là sao kê đầy đủ các cái khoản tiền phúng điếu để mà mốm có thể là trả lại cho khán giả bà thôi. Chứ mốm cũng không muốn là ép bay phải là vào ủ tờ gì đâu. Nhưng mà vì cái sự cố chấp bướng bệnh của bay. Bay là cái người muốn hại mốm vào tàu trước. Cho nên là bay mới có những cái hậu quả của ngày hôm nay đó bay à. Hãy quay đầu là bờ đi bay à. Còn không đó thì chú ba cảnh báo nè. Cái giật thẩm kèm trong gai ở dưới đó nghe bay. Thôi bây giờ chú ba em tạm dừng cuộc gọi video đây nha. Nãy giờ chú nói gì bay nhìn kỹ thấy mặt chú không? Thấy rõ không? Rõ hả? <laughs> ừ. yêu cầu thấy mặt chú là được rồi. Tôi bây giờ chú uh, bay nha. Chú uh, hẹn gặp lại bay uh, trong uh, những cái cuộc gọi tiếp theo nha bay. Ờ à.